Dạ, cái đó là người của bên EDS, không phải học viên. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ có. Anh Tiến nói là em sẵn sàng với ảnh của em rồi. Em sẵn sàng nãy giờ rồi. Dạ, tôi nói xong rồi anh. Dạ rồi anh nói lại đi. Dạ anh nói đi, anh nói bỏ tai nghe rồi đó. Rồi cảm ơn anh. Dạ nghe tạm tạm. Dạ. 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 Em ta nghe vô lại ha. Năng thì đẹp. Thứ nhất là cái khung cảnh của nó rất là hữu tình. Một bên là mình đi thấy biển, rồi bên thấy núi, rồi nhìn giống như là Đà Lạt. Tức là đi lúc mà từ sân bay ra mình vàng đón thì nhìn rất là đẹp. Đẹp cái phong cảnh giống như Đà Lạt. Rồi ngày hôm qua thì là có được trường cho dắt đi cái khu mà siêu thị lớn. Thì khi mà mình đi trên đường đi siêu thị rồi đi trên đường đi xuống các khu mà có cái em gọi. Cái phong cảnh của họ đó thì nhìn rất là đẹp, bởi vì lúc nào cũng đi vòng gần biển không, là không khí cũng khá mát mẻ. Đây là dạ cái phần mà ở khung cảnh là một chuyện, nhưng mà cái phần mà học thì là đi vô trong lớp học thì cái mà mọi người khá hài lòng, tức là thấy trong lớp học ở trong này á, là không ngờ rằng là một cái phòng mà chia đôi hai người, cái phòng lại quá rộng. Dạ, tức là cái phòng rất là thoải mái. Chứ bình thường mình nghĩ là khi mà chia gọi là hai người học chung với nhau ở trong một phòng thì nghĩ là cái phòng nó sẽ chặt hơn, chứ không nghĩ là nó rộng rãi như vậy. Nó có nguyên một cái khu để mình có thể ngồi được, rồi trò chuyện với nhau được, rồi ngồi riêng làm bài được, trong phòng có thể nhét một lần được tới 5-6 người lận. Dạ cái chỗ vừa ở vừa học á. Dạ cái phòng học thì đẹp, đầy đủ, tiện nghi, nhưng mà có điều là lạnh quá. Tại vì mấy thầy giáo đứng thì nói nóng quá, nó mấy thầy giáo là đề nghị phải bật máy lạnh hết ga luôn, thành ra cái vụ đó là ai cũng ngồi run hết. Dạ. Là thầy giáo cũng cho đi ra đi vô chút đỉnh. Dạ nữ thì mặc thêm áo khoác, tại vì trong lớp cái nhiệt độ nó hơi lạnh. Chứ ở ngoài cái nhiệt độ ở ngoài thì là bình thường tốt, nhưng mà vì họ muốn là chung cho tất cả mọi người, thành ra người nào chịu lạnh không nổi thì phải ráng chịu chút. Dạ thức ăn thì ăn cũng bình thường, nhưng mà có điều không thích lắm về cái thức ăn, bởi vì cái cơm ở đây họ chiên theo cái kiểu mà nó hơi giống như là còn hơi sống sống, nhưng nó rất là những cái kiểu của họ hay sao. Chứ còn cơm chiên rồi trứng rồi cá rồi thịt có hôm là cũng bình thường.
em thì em là bình thường, em lại không quan trọng vấn đề ăn, em ăn em thấy cảm thấy no đủ rồi được rồi. Dạ, buổi tối thì ở ngoài này ngay gần trường có cái chỗ đi bộ ra chưa đầy 3 phút nữa thì ở đó công nhận là ăn uống cũng là gọi là gì, gọi là rẻ so với cái mức mà chi phí ở đây, đó là một cái dĩa cơm đồ này nọ rồi cộng thêm nước cũng khoảng gần có năm ringgit thôi, thì cái đó tính ra là bình thường là cũng khoảng là 20 mấy ngàn, mình thấy nó cũng ổn. Là có khá nhiều lựa chọn, tức là có tới 60 mấy món để chọn lận. Dạ em thì là trưa nào cũng có online nói chuyện với lại bà xã với hai đứa nhỏ, bà xã thôi buổi trưa, còn buổi tối thì là hai đứa nhỏ là ở trong phòng, trên phòng ngủ của mình luôn đó. Họ có cái đường live sẵn cắm vô mọi người xài miễn phí. Thành ra cái giờ đó là cái giờ em cũng online, em cũng chat rồi trò chuyện với mấy đứa nhỏ. Thành ra cái đó cũng không đến nỗi lắm anh. Anh Tú đóng tiền chưa? Đóng tiền gì? Mới đóng sách cho máy đúng không? Đóng 2 ngàn mấy rồi. Đó 2 ngàn. Dạ chính xác anh, là mỗi ngày là bình thường là vẫn lên email check đồ này nọ đầy đủ hết. Và ngay cả điện thoại thì em cũng xài roaming, thành ra cái chuyện đó nó không có thành vấn đề. Dạ. Dạ, nói chung là thầy giáo cũng rất là thầy cô giáo đây rất là thông hiểu, tức là trong bình thường ai có điện thoại cần gấp mình vẫn có thể bước ra mình để xử lý công việc của mình, miễn là lúc mình vô mình vẫn phải làm bài tập, mình vẫn phải hiểu, mình phải gọi là team work với nhóm để phải điểm danh, mà tới buổi trưa vô cũng phải điểm danh. Dạ. Dạ. Rất là hài lòng. Cái thứ nhất là ban đầu trước khi mà em đăng ký cái khóa học này em cũng rất là phân vân, bởi vì mình cũng không biết là cái trường này thật sự là nó, mình cũng mới biết thôi, thành ra không biết là nó có đủ gọi là uy tín hay là đủ an toàn gì để mình đi tham gia hay không. Thì cái rất là vui là trước đó là khi mà được anh Tiến giới thiệu trên kia là có một cái anh tự qua tới Mỹ, qua tới đúng ngay tại trường, anh chụp hình về cái trường và anh đứng trước trường rồi ông vô ông chụp hình với anh hiệu trưởng. Thì ban đầu em cũng nghĩ rằng là cái anh đó là chắc là ảnh học xong rồi. Thì mà đến khi mà qua bên này thì mình lại gặp đúng ngay anh đó ở bên này đang cùng học với mình luôn. Thì em mới hỏi kỹ ra thì mới biết là cái lúc đó là ảnh qua, ảnh xem trường trước rồi xong ảnh mới đăng ký cái nào. Dạ thì ảnh kỹ như vậy thì mình tự nhiên mình tới đây mình cũng cảm thấy thứ nhất là mình gặp coi như người thân việc thân. Và ảnh cũng xác nhận là ảnh qua tới trường như vậy. Cái thứ hai á là ở những cái người mà tham dự ở đây thì là khá hài lòng khi những cái người tham dự á là những cái người mà họ có cái chức vụ với lại cái cấp bậc cũng khá cao trong cái môi trường của Việt Nam mình, chứ không phải là cái cấp bậc gọi là bình thường. Chẳng hạn như em ở bên này là em là bên Tân Hiệp Phát thì qua đây gặp tới 4 anh gọi là anh sếp lớn của Pepsi cũng tham gia ở đây, rồi những anh chị là cũng toàn là chức của manager của các tập đoàn lớn rồi này nọ ở đây. Thì các anh chị mọi người ngoài cái việc học không là mình lại trao đổi với nhau được những cái kiến thức, cũng giống như cái hiểu biết thêm về những cái công ty hiện có trong Việt Nam. Nói về phần nước ngoài thì cái lớp MBA này cũng có được 4 người nước ngoài, nhưng mà một người thì mỗi người có một cái knowledge stream, nhưng mà có điều là ban đầu thì không nghĩ rằng là có tới nhiều người tham gia như vậy, tại vì một lớp này không cũng hết là gần 20 mấy 30 người tham gia cùng một lúc, và trong đó mình có chia ra những cái lớp khác nữa. Thì cái mà hài lòng là mình thấy cũng có những cái người mà họ cấp cao ở những cái tập đoàn lớn, họ cũng tham gia vào những cái chương trình này, thì cái thấy đó là một cái lựa chọn không có sai lầm. Dạ. Dạ không, tiếng Anh thì ổn anh, tiếng Anh thì mọi người đều làm chung với tiếng Anh hết, với lại cái nào mà không hiểu thì hỏi giáo viên, họ sẵn sàng họ viết ra họ giảng. Còn cái phần mà còn lại nữa thì em thấy có những người, những cái cô mà ngồi kế bên em cũng cầm theo từ điển cô dò từ nào mà khó, còn bản thân tụi em cũng mở máy khi nào có trường hợp chữ nào không biết là em bấm liền, hay cái chuyện đó là bình thường. Hình như nó ngưng luôn rồi em. Yeah.
Ha ha ha.